Cơn sốt trà sữa tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc. Trà sữa trân châu, loại đồ uống có vị ngọt làm từ trà và sữa kết hợp cùng trân châu, làm từ bột sắn dai mềm được tạo ra ở Đài Loan vào những năm 1980. Sự phổ biến của loại đồ uống này tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc, trong đó có Wang Xiaokun và Liu Weihong, đôi vợ chồng sáng lập Sichuan Baicha Baidao Industrials, chuỗi cửa hàng trà sữa lớn thứ ba Trung Quốc. Công ty chào bán cổ phiếu lần đầu IPO trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông ngày 23 tháng 4 và dự kiến huy động hơn 300 triệu đô từ bán cổ phiếu, trở thành công ty niêm yết lớn nhất ở Hồng Kông kể từ tháng 11 năm 2023 với định giá gần 4 tỷ đô. Wang và Liu trở thành tỷ phú với tài sản 2,7 tỷ đô dựa theo giá trị 73% cổ phần nắm giữ. Hai đối thủ của Baicha Baidao cũng dự kiến IPO là Guoming Holdings, công ty lớn thứ hai trên thị trường trà sữa Trung Quốc với 9.000 cửa hàng, và Altria, Zenni Shanghai Industrial, doanh nghiệp lớn thứ tư trong thị trường. Misui Group, tập đoàn trà sữa lớn nhất Trung Quốc, đang cân nhắc IPO. Công ty có 36.000 cửa hàng, gần bằng quy mô của Starbucks, chuỗi cửa hàng cà phê của Mỹ. Misui do hai anh em Giang Hong Chao và Giang Hong Fu thành lập năm 1997. Theo Bloomberg, mỗi người nắm giữ tài sản ròng 1,5 tỷ đô. Ngành kinh doanh trà sữa nổi lên mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất trà giá rẻ bởi nền kinh tế Trung Quốc đối mặt khó khăn trong những năm gần đây và người tiêu dùng có xu hướng ưa chuộng các sản phẩm giá rẻ. Động thái này đẩy Nayuki Holdings, công ty trà sữa trân châu cao cấp, vào tình thế khó khăn. Với 1.800 cửa hàng, giá cổ phiếu của Nayuki giảm gần 90% kể từ lúc IPO ở Hồng Kông 3 năm trước. Tài sản của Peng Xin và Zhao Lin, hai nhà sáng lập Nayuki, giảm từ 2,2 tỷ đô năm 2021 xuống dưới 300 triệu đô hiện nay. Baicha Baidao khởi nguồn từ năm 2008, thời điểm Wang bắt đầu bán trái cây và trà trân châu ở một cửa hàng nhỏ gần trường học tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, nơi có đồ ăn cay nổi tiếng và là quê hương của gấu trúc. Từ năm 2020, Wang phát triển mạng lưới cửa hàng lên 531, kết quả kinh doanh phát lên mạnh mẽ khi anh bắt đầu áp dụng mô hình nhượng quyền. Chiến lược của Wang là phát triển công thức pha chế, sau đó bán nguyên liệu trái và lá trà cho các cửa hàng nhượng quyền. Bằng cách này, chi phí vận hành chuỗi cửa hàng thấp hơn so với đối thủ Nayuki. Công ty phải chi tiền lương cho nhân viên và cửa hàng nhiều hơn do trực tiếp điều hành. Năm 2022, doanh thu của Baicha Baidao là 580,3 triệu đô, tăng 16% so với năm trước. Để nâng cao nhận thức thương hiệu với người tiêu dùng, công ty tài trợ các lễ hội âm nhạc, sự kiện văn hóa bên cạnh chiến dịch quảng cáo trực tuyến. Hồi tháng 6 năm 2023, công ty nhận nuôi một con gấu trúc trong trung tâm nghiên cứu nhân giống gấu trúc Thành Đô. Chuỗi cửa hàng Baicha Baidao mở rộng nhanh chóng với mạng lưới 8.000 chi nhánh. Đồ uống tiêu biểu là trà sữa trân châu nhài, trà khoai môn trân châu, chè xoài bưởi bột báng. Các cốc trà 500ml có giá hơn 2 đô, trong khi giá trung bình toàn ngành là gần 5 đô. Hồi tháng 1, họ mở cửa hàng đầu tiên ở nước ngoài tại Hàn Quốc. Khi nói đến trà sữa, người ta ít trung thành với nhãn hiệu mà luôn chọn giữa nhiều thương hiệu. Jason Zhu, giám đốc điều hành công ty nghiên cứu tiêu dùng chi nhánh ở Thượng Hải, nhận xét. Vì vậy, nhãn hàng nào có nhiều cửa hàng hơn sẽ có cơ hội được nhiều người tiêu dùng nhìn thấy nhiều hơn. Tuy nhiên, theo Zhu, thành công chủ yếu phụ thuộc vào kiểm soát chi phí và cung cấp sản phẩm phù hợp giá tiền. Người tiêu dùng chú ý hơn tới giá trà sữa vì các thương hiệu không thực sự khác biệt. Ông nói, các sản phẩm tương tự vì đều là hỗn hợp trà cùng nguyên liệu khác như trái cây.